tin Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Huế Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli làm sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ. Sứ thần tòa thánh là cấp độ ngoại giao cao nhất của tòa thánh tại các quốc gia. Ngoài việc quan hệ ngoại giao chính trị như người đứng đầu đại sứ quán, sứ thần tòa thánh còn là sự hiện diện, tiếng nói của Đức Thánh Cha tại giáo hội địa phương. Trước khi được bổ nhiệm sứ vụ tại Ấn Độ, Đức Tổng giáo mục Leopoldo Girelli đã phục vụ trong vai trò sứ thần tòa thánh tại Israel và Sirut khiêm sứ thần tòa thánh tại Jerusalem và Palestine từ năm 2017 đến nay. Đối với giáo hội Việt Nam, Đức Tổng giáo mục Girelli đã để lại những hình ảnh đáng kính và ấn tượng trong suốt thời gian Ngài giữ trọng trách đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam từ ngày 13 tháng 1 năm 2011 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017. Nhân dịp Đức Tổng Giám mục Gyrili nhận sứ vụ mới tại Ấn Độ ngày 15 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng giáo mục du xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế và Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đức Tân Sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục tại Việt Nam đã thay mặt quý đức cha và giáo hội Việt Nam gửi lời tri ân Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli với nhiệm kỳ ngoại giao hơn 6 năm Ngài đã tận tình đồng hành cùng Việt Nam Cầu chúc Ngài muốn ơn lành trong nhiệm kỳ ngoại giao tại Ấn Độ và ước mong được đón Ngài trở lại thăm Việt Nam Trong niềm cảm tạ tri ân và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli Giáo hội Việt Nam cũng chúc mừng đất nước Ấn Độ trong niềm vui trọng đại này sự hiện diện của sứ thần tòa thánh tại đây sẽ giúp cho các tín hữu dễ dàng nghe tiếng nói của thiên chúa hơn qua vị mục tử mà thiên chúa đã gửi trao